Lực lượng phủ định ảnh hưởng tới các nhà lãnh đạo, những cổng, cổng phụ và con đường dẫn tới địa ngục và thế giới thấp. Thưa sư phụ, trong khoảng thời gian gia hạn thiên đàng và sư phụ đã từ bi ban cho chúng con, sư phụ có lời khuyên gì cho chúng con ngoài việc cùng thiền cho thế giới thuần chai, thế giới hòa bình? Còn gì khác mà chúng con có thể làm để giúp đạt mục tiêu của một thế giới thuần chai vào lúc này? Xin cảm ơn sư phụ. Eddie, tôi có nói tôi ban cho gì sao? Tôi luôn nói mọi người phải thiền, phải không? Dạ phải, sư phụ. Cả thế giới nên đóng góp, hỗ trợ và hợp nhất năng lực để toàn thế giới thay đổi. Thiền và giúp đỡ với năng lực khẳng định để chúng ta có thể đạt kết quả khẳng định. Đó là hiệu ứng của sự thiền tốt, thuần chai và hành động đạo đức từ mọi người liên hệ cho tới nay, cũng như ân sủng của thiên đàng, dĩ nhiên. Chúng ta phải luôn luôn cầu xin ân sủng thiên đàng giúp đỡ, gia trì, tha thứ cho con người lầm lỗi, để chúng ta có thể có thêm thời gian, thêm cơ hội để thay đổi, được chứ? Bây giờ càng kiếm nhiều công đức thì cơ hội sống còn cho thế giới càng nhiều. Càng thiền nhiều thì càng có nhiều ân sủng từ thiên đàng. Dạ, sư phụ. Càng nhiều người thuần chay, càng có nhiều sự sống. Quý vị cũng hãy tự làm vậy, cầu nguyện và tri ân mọi lúc cho bất cứ ân sủng gì từ thiên đàng và bất cứ thay đổi khẳng định gì từ tâm con người. Tôi luôn ở bên quý vị và cùng làm với quý vị trong mọi điều này. Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu. Dĩ nhiên tôi cầu nguyện thiên đàng và làm hết sức mình, thiền vào mọi giờ. Khóa mình lại như một tù nhân trong một khám nhỏ. Đúng. Tôi cũng giống như tù nhân trong một xà lim nhỏ. Dĩ nhiên nếu không có chó và không có việc khác, tôi sẽ không ra khỏi phòng của tôi. Phải, xà lim của phòng tôi nhỏ, nói quý vị biết. Tôi nghĩ không tới nó bao lớn. Có lẽ một thước ba, thậm chí chưa đến một thước rưỡi, và rồi bề kia hai thước, một thước ba và hai thước. Tôi chỉ là tù nhân tự nguyện, thay vì bị nhốt ở đó. Tôi là tù nhân tình nguyện. Đôi khi thôi, không phải lúc nào cũng thoải mái, tôi phải thật sự quên mọi điều. Để ở trong đó và ở lại đó và tập trung hàng giờ dài. Đôi khi tôi không có thời giờ để ăn uống và chỉ xả bỏ tất cả. Phải, đúng vậy. Tôi chỉ làm bấy nhiêu. Nhưng tôi không có nói tôi ban gì cả. Được chứ? Được rồi, cưng. Còn gì nữa không? Xin Ngài bảo trọng, sư phụ. Có, tôi có. Tôi làm lúc nào tôi có thể. Cảm ơn sư phụ. Phải. Vấn đề là sự nghịch lý là tôi phải thiền rất nhiều. Và tôi cũng phải ăn rất nhiều nữa. Làm sao đây? Làm sao kết hợp hai điều đó? Ý tôi là khi thiền nhiều, quý vị không muốn ăn nhiều. Thậm chí quý vị không có đủ thời giờ để cảm thấy muốn ăn. Hiểu ý thôi không? Mình càng ăn, mình càng cảm thấy muốn ăn. Nhưng nếu thiền nhiều, mình không ăn và rồi lại ít muốn ăn. Cho dù có ăn gì, cũng không có vị gì cả. Đây là những điều nghịch lý. Và tôi phải thiền, tập trung và bế quan và tất cả điều đó. Và phải chăm lo chuyện thế gian cùng một lúc. Còn làm công việc thư ký nữa, mỗi lần hội thảo đó như là cả cuốn sách đối với tôi. Tôi phải biết câu hỏi và ghi xuống tất cả chi tiết trước khi tôi quên. Không phải nhiều quý vị hỏi và trả lời ngay. Đôi khi phải nghiên cứu, hiểu không? Dạ, sư phụ. Hoặc nếu có gì đó không đủ hoặc thiếu sót, tôi phải xem lại. Dạ, sư phụ. Chúng con hiểu. Giữa chúng ta thì vui, nhưng đề tài nghiêm trọng mà chúng ta thảo luận cần sự nghiên cứu, tập trung và hợp tác nghiêm túc với nhiều người. Dạ, hiểu, sư phụ. Được rồi. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn sự hy sinh và tình thương của sư phụ. Không sao. Tôi không cảm thấy gì. Tôi không cảm thấy có gì tệ về hoàn cảnh của tôi. Tôi chỉ cảm thấy không vui là tôi không thể làm việc trôi chảy và đủ nhanh do hoàn cảnh. Vậy thôi. Không phải là tôi phàn nàn hay gì cả. Không phải. Tôi thật sự tri ân là tôi vẫn còn có một chỗ ở
có mái nhà và bốn bức tường chung quanh, hiểu không? Dạ, sư phụ. Nhưng tôi không có mọi thứ, tôi phải hy sinh nhiều điều. Dạ, sư phụ. Còn câu hỏi gì nữa không? Chào sư phụ, trong lần hội thảo trước, sư phụ có nói rằng Ngài luôn luôn làm hết sức mình, làm hết khả năng mình để giúp thế giới. Nhưng đôi lúc nếu sư phụ cố gắng sửa chữa một điều, thì tình trạng ở đâu đó khác có thể trở thành tệ hơn. Kính xin sư phụ giải thích thêm về điều này. À, tôi chỉ muốn hỏi quý vị thêm một điều. Tại sao quý vị ốm như vậy? Tại sao không ăn bánh mì nữa? Ý tôi là quý vị cố gắng ăn ít hay vì dị ứng với bánh mì? Dạ vâng, thật xấu hổ. Nhưng mặt con nổi mụn. Quý vị không ăn bánh mì được. Quý vị bị dị ứng với tinh bột hay sao? Dạ không, con nghĩ chỉ là bột. Con đang cố gắng để ăn nhiều nữa. Sau khi sư phụ nói trong lần hội thảo trước về việc lên cân, nhưng bột mì, không, quý vị không cần lên cân. Tôi chỉ lo lắng quý vị có khỏe hay không. Con cảm thấy không sao. Vậy à, cảm ơn sư phụ quan tâm. Vậy thì ăn thêm cơm thay vì bánh mì nhé. Dạ, quý vị không thấy thích cơm à? Con thích cơm. Được, vậy thì ăn cơm, bỏ bánh mì đi. Dạ, con sẽ ăn thêm cơm. Phải, thỉnh thoảng có thể ăn bánh mì nếu quý vị không chịu nổi nhé. Con ăn một ít. Vậy thì bớt lại, bớt lại. Cảm ơn sư phụ quan tâm. Có lẽ là tinh bột, không phải tinh bột mà quý vị bị dị ứng. Hay nói chung chỉ bột mì, tinh bột và mọi thứ. Con không chắc, chỉ là khi con không ăn nó nữa thì mặt con đỡ hơn cho nên. Vậy hãy thử ăn bánh mì không có tinh bột, xem thế nào. Dạ được. Người ta có bán, được không? Dạ được. Nếu nổi mụn ngứa thì quý vị biết, bỏ hết một lượt. Nếu không có gì thì quý vị có thể ăn, được chứ? Dạ được. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Không sao, bây giờ tôi trả lời câu hỏi. Dạ. Tôi không nhớ có nói về điều quý vị nói. Tôi không nhớ có nói đâu khác rằng sự việc sẽ trở thành tệ hơn. Có lẽ đó là một sự hiểu lầm. Nhưng tôi chỉ nhớ tôi nói nếu tôi cố gắng sửa chữa điều gì đó cho thế giới bằng cách thiền định, bế quan đâu đó. Nhưng tôi không thể luôn làm điều này trong an ổn hoặc được để yên. Bởi vì sự kiện hoặc tình trạng tệ hơn sẽ đến với tôi. Không cầu, không ngờ, thậm chí không báo trước. Làm gián đoạn công việc, sự an ổn, sự thiền định của tôi. Và làm cho khó khăn hơn để tái thiết mọi thứ tiếp tục trở lại. Mỗi một chuyện nhỏ cần rất nhiều thời gian. Ngoài việc phải đi mua và sắp xếp lại mọi thứ và hiểu ý được không? Tôi nghĩ đó là ý tôi nói về chuyện đã xảy ra, chuyện tệ nhất xảy ra, bởi vì tôi không thể tiếp tục công việc của tôi. Không chỉ là tiện nghi vật chất mà tôi phải để lại đằng sau và hy sinh. Còn nhiều điều khác nữa nhé. Quý vị biết, mất thời gian, mất điểm thiền, vân vân, hiểu không? Đó có nghĩa là hòa bình chậm hơn cho thế giới. Dạ, con hiểu, sư phụ. Không phải cho tôi. Tôi không cần gì cả. Nếu tôi chết bây giờ, tôi đi thẳng lên thiên đàng cao nhất. Tôi không cần gì cả. Thật sự như vậy, hiểu không? Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Sư phụ có đề cập rằng một số minh sư có ít nhiều đệ tử loại EQ hay có phẩm chất kẻ thù. Sư phụ có bao nhiêu tỷ lệ phần trăm đệ tử loại EQ và FQ phẩm chất thân thiện? Quý vị đoán được không? Hay là không? Quý vị đoán được bao nhiêu EQ chẳng hạn? Bao nhiêu FQ? Bắt đầu với FQ, bao nhiêu? Bao nhiêu phần trăm? Quý vị không biết, quý vị làm việc trong đó. Con ước đó là 100%. 70% EQ, 30% FQ. Đó là quá nhiều, thậm chí không đến một nửa FQ. Thậm chí không đến một nửa, tỷ lệ phần trăm là FQ. Nhưng không phải chỉ bao nhiêu EQ, mà họ là loại EQ gì thậm chí. Loại tệ nhất. Không sao, tôi thương tất cả họ. Và tôi sẵn sàng giúp bất cứ ai tin tưởng nơi tôi. Và bất cứ ai có thể đến. Hoặc tiếp xúc, hoặc có thể tiếp xúc, hoặc được phép tiếp xúc. Dù sao, đó là lỗi của tôi. Đó là lời nguyện của tôi, cứu người tệ nhất. Rất lâu trước khi tôi đảm nhiệm công việc này. Thậm chí rất lâu trước khi tôi biết pháp môn hóa âm. Rất lâu trước khi tôi đi lên Hy Mã Lạp Sơn. Thậm chí lúc tôi đang còn làm việc ở một trại tị nạn cho người tị nạn Ao Lạc Việt Nam là lúc đó. Lúc đó vào khoảng thập niên 1970.
Trường hợp của tôi, công việc vất vả hơn và đau đớn hơn là bình thường. Hiểu không? Vậy thôi. Dạ, sư phụ. Cảm ơn sư phụ rất nhiều về lòng từ bi của Ngài. Không có chi. Thưa sư phụ, các loại đệ tử EQ làm sao tránh cản trở công việc của sư phụ và ngưng chạy theo nghiệp chướng của họ? Ta tin chắc họ cố gắng tối đa, hoặc họ nghĩ là họ cố gắng tối đa. Ý tôi không phải nói quý vị, nhưng họ dường như luôn không thể làm cách đúng, nhất là khi đến những việc rất quan trọng. Không phải chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ thì không sao, chỉ khi có chuyện gì trọng đại thì họ làm sai. Nhưng tôi phải làm sao đây? Đó là cái giá phải trả khi có những đệ tử như vậy. Đó là lỗi của tôi từ đầu đến cuối. Thưa không, bởi vì tôi công khai dạy những bí mật, hiểu không? Vào thời xưa, các vị minh sư không dạy công khai như vậy. Vậy mà họ còn bị giết và bị đóng đinh, bị ám sát và bị lột da sống. Tôi may mắn vẫn còn và không sao. Dạ, sư phụ. Nhưng ít ra những người này vẫn được cứu nếu họ theo giáo lý và đường lối đạo đức. Và nếu một người như tôi, dù là đau khổ tới đâu, để nhiều người khác được hạnh phúc và giải thoát, họ chắc chắn được như vậy nếu họ noi theo giáo lý. Quý vị biết rõ, thì đáng để đau khổ mọi điều. Đó là sự trao đổi có lợi. Quý vị có nghĩ vậy không? Dạ có. Nguyên tắc là rõ ràng và đơn giản. Tôi nghĩ, cứ nghĩ trong địa vị của người đó, của vị minh sư, và tránh làm những hành động mà có thể làm tổn hại chính mình. Nếu quý vị là người đó. Dạ, sư phụ. Kính chào sư phụ. Chào. Thưa sư phụ, chúng con vĩnh viễn tri ân sư phụ và thiên đàng về tất cả sự bảo vệ và gia trì mà sư phụ đã ban cho chúng con suốt những năm làm việc ở đây. Đáp lại, chúng con biết sư phụ đã đánh đổi bằng sự an toàn và an sinh của Ngài để giữ chúng con an toàn và khỏe mạnh. Và điều đó rất có thể là một trong những lý do chính, cộng vào điều kiện sống bấp bênh của Ngài. Là đệ tử, có điều gì chúng con có thể làm hoặc cầu nguyện để giúp sư phụ có điều kiện sống và làm việc tốt hơn không? Quý vị không làm được nhiều. Nếu quý vị không gây rắc rối cho tôi thì tôi đã rất biết ơn rồi. Nếu các đệ tử không gây thêm rắc rối cho tôi đã biết ơn rồi. Nếu họ hợp tác và làm những gì tôi yêu cầu hoặc chỉ thị hoặc van nài thì tôi sẽ còn cảm ơn hơn nữa. Bằng không, một đệ tử không có thể làm gì nhiều, hiểu không? Cứ làm việc, biết không? Tất cả mà tôi muốn chỉ là họ thiền giỏi và ít nhất cứu lấy chính họ. Và bất cứ gì họ có thể làm, đó là phụ thêm. Cho thế giới, không phải cho tôi. Tôi thật sự không cần gì cả. Dù ở trong điều kiện nào, tôi cũng sinh tồn. Tôi sinh ra là người sống sót. Tôi sinh ra trong chiến tranh và đi Hy Mã Lạp Sơn một cách tự nguyện. Không có điều kiện nào khác tệ hơn là chiến tranh, phải không? Tệ hơn là Hy Mã Lạp Sơn, với chỉ hai bộ y phục giống như đồ ngủ, quý vị biết, như là áo dài xuống và quần dài và bằng vải bông gòn mỏng. Vải bông gòn mỏng Ấn Độ, loại rẻ nhất tôi có thể tìm, hai bộ như vậy. Một áo len, một túi ngủ và một cái dĩa để nướng chapati. Và một cái ly để uống nước. Không có điều kiện nào tệ hơn như vậy, không nhà, không lều. Có một đôi giày ướt và lạnh suốt ngày. Làm sao có gì tệ hơn như vậy nữa? Dạ, tôi sinh tồn ở bất cứ đâu cho nên vị không cần làm gì cho tôi về vật chất nhé. Và về tinh thần, tôi có thể tự chăm sóc lấy. Cứ làm việc với trọn tấm lòng bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu có thể để cứu thế giới khỏi sự biến động. Cứu linh hồn quý vị bằng sự thiền định. Sau đó, bất cứ điều gì xảy ra cho tôi sẽ sẵn lòng chấp nhận. Lý do tôi vẫn còn giữ cho bản thân mình an toàn và sống là để giúp thế giới. Chỉ cho điều đó, giống như quý vị, để tiếp tục làm việc cho sự cứu rỗi của những linh hồn, cho thế giới, cho con người và cho thú vật mà tôi vô cùng thương yêu.
Không có việc làm gì tốt hơn cho tôi hơn là giúp chúng sinh hoạn nạn khác và giúp họ thăng hoa lên địa vị tâm linh tốt hơn. Cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn tình thương của Ngài. Cảm ơn Ngài rất nhiều. Không có chi. Thưa Sư Phụ, vào lúc đầu bài khai thị, con có hỏi Sư Phụ về các quốc gia có chiến tranh kéo dài. Xin Sư Phụ chia sẻ đó là ở đâu và là những nước nào. Được, tôi tưởng quý vị có thể đã quên. Thưa không, Sư Phụ. Được, quý vị biết có nhiều, nhiều nơi. Và những nhà lãnh đạo ngồi trên đó sẽ gây rắc rối hoặc điều gì đó sẽ xảy ra khiến họ gây ra rắc rối hoặc đau khổ hoặc một số khác sẽ gây ra đau khổ cho họ và rồi họ sẽ phải báo thù. Còn tùy vào những cổng và đường mạnh thế nào và còn tùy vào các nhà lãnh đạo ngồi ở đó mạnh thế nào rồi sau đó ảnh hưởng và kết quả sẽ khác nhau. Được chứ? Hoặc là chiến tranh, hoặc là xung đột, hoặc là nội chiến, hoặc thiên tai có tầm vóc lớn hoặc nhỏ hơn. Được, tôi sẽ nói quý vị biết. Cảm ơn Sư Phụ. Đây. Nếu nhà lãnh đạo thuộc bất cứ địa vị nào, tình cờ có dinh hoặc tổng hành dinh lên LP hoặc LR, đường thế giới thấp, hoặc cổng thế giới thấp, hoặc ngay cả đường phụ thế giới thấp, thì họ sẽ có thái độ gây hấn, hiếu chiến. Nhưng nếu nhà lãnh đạo hoặc người có quyền lực ngồi trên cổng địa ngục hoặc cổng phụ địa ngục hoặc đường địa ngục, thì họ sẽ có thái độ gây hấn, hiếu chiến và còn nhiều hơn. Họ sẽ có nhiều tính chất phủ định như tham lam, chiếm hữu và hành động hiếp đáp. Hiểu không? Dạ hiểu, Sư Phụ. Ở Trung Quốc và ở lại Việt Nam trước kia, bất cứ khi nào có vua mới hoặc chính phủ mới, thậm chí họ thường dời kinh đô. Có lẽ họ biết, có lẽ họ có minh sư giỏi nói cho họ biết. Nhưng ngày nay họ không dời đổi, không nhiều lắm. Bây giờ tôi nói cho quý vị, cảm ơn Sư Phụ. Rồi, nhưng quý vị thấy, cho dù một người hoặc nhà lãnh đạo ở lại dinh cũ của người gọi là kẻ thù hoặc thừa hưởng, có lẽ vì nghiệp chướng gắn liền họ đó, hoặc dẫn dắt họ đến đó, hoặc thu hút họ đến đó, hoặc lôi kéo họ đến đó. Cho nên tốt hơn mình luôn luôn dời đổi. Phải dời đổi. Nếu chỗ đó không may mắn, nếu một người đã thua trận và quý vị thắng trận và quý vị giết tất cả, giết phụ tá của họ, cố vấn của họ hoặc gia đình họ, thì đó phải là dinh thự xui xẻo, đúng không? Dạ, Sư Phụ. Thậm chí không nên ở lại đó. Tôi nghĩ vậy, phải không? Dạ phải, Sư Phụ. Tôi ngạc nhiên rằng thậm chí người ta lấy chỗ của kẻ thù. Làm sao quý vị có thể ở đó? Quý vị sẽ nhớ tất cả những chuyện này. Dạ đúng vậy. Và từ trường sẽ bám vào quý vị. Nếu đó là chỗ may mắn, họ đã không bại trận, đúng không? Ví dụ vậy. Đúng vậy, Sư Phụ. Họ đã không bị mất dinh thự về tay quý vị. Điều này rất hợp lý. Quý vị thấy, cho dù tôi nói với quý vị về địa ngục hoặc cổng thế giới thấp hoặc vùng nối, vân vân, cũng còn tùy vào việc nó gần tổng hành dinh của nhà lãnh đạo bao nhiêu. Trong tổng hành dinh có lẽ nó có ở đó, nhưng có thể không quá gần văn phòng của họ chẳng hạn, thì ảnh hưởng ít đi, ít nhiều, nhưng dù vậy ảnh hưởng vẫn rất mạnh. Ảnh hưởng rất mạnh, dạ hiểu, Sư Phụ. Nhưng có thể nhiều hơn, có thể ít hơn, tùy nhà lãnh đạo nữa. Và nếu đạo đức họ cao hơn hoặc ít cao hơn, hoặc nếu bên trong họ ít tham vọng hơn hay ít bạo lực hơn, vân vân, thì ảnh hưởng ít hơn, thí dụ vậy. Hoặc đường hoặc cổng không mạnh bằng chỗ khác,
Thí dụ vậy, cho nên còn tùy vào điều đó, mặc dù một số ngồi trên những cổng phụ, nhưng cổng phụ đó không mạnh bằng những cổng phụ khác, hoặc cổng địa ngục, hoặc cổng thế giới thấp, không mạnh bằng những cái kia. Cũng như trên thế giới này, chúng ta có những quốc gia mạnh hơn, phi cơ mạnh hơn, đường xá rộng hơn hoặc hẹp hơn, lãnh tụ có quyền hành hơn và ít quyền hành hơn, vân vân, độc tài hơn hoặc ít độc tài hơn, vân vân, phải không? Tương tự, địa ngục và thế giới thấp cũng có cường độ khác nhau. Còn tùy vào món nợ con người gây ra lúc họ còn sống. Dạ hiểu. Được, ta nói với quý vị theo thứ tự ABC nhé. Cảm ơn sư phụ. Vậy dễ hơn. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Tôi đã dành thời giờ để làm nó theo ABC. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Tôi viết vội và đọc không ra. Cho nên tôi nghĩ tốt nhất là sắp xếp lại toàn bộ theo thứ tự ABC. Ý tôi là kiểm lại từng cái một và sắp lại theo ABC. Lúc trước nó là từ A rồi Z, và F rồi K và H, rồi trở lại nữa. Rất lộn xộn. Như nhiều lần khác, tôi nói với quý vị là không bao giờ theo ABC. Cảm ơn sư phụ ức tỷ lần về điều đó. Ức tỷ lần không có chi, cưng. Được. Tôi biết quý vị đang chờ. Đây là danh sách rất dài, nên bây giờ tôi phải nói thay vì trước đó, để phần vấn đáp được trôi chảy hơn. Dạ, sư phụ. Chúng ta không muốn biết nhiều về địa ngục, cho nên chừa lại đến phần cuối. Dạ. Đây, sẵn sàng cho địa ngục chưa? Dạ, sẵn sàng. Sẵn sàng cho địa ngục. Chúa ơi. Tôi cười, nhưng khi tôi nhìn vào đây, bên trong tôi thấy hãi hùng và đã khóc rất nhiều. Cảm thấy thật thương xót. Bây giờ tôi nói với quý vị thêm về những cổng phụ, tức là đường vòng nơi những đường giao nhau trước khi đi vào những cổng chính khác nhau. Rồi, dạ, bây giờ tôi nói với quý vị không phải nói mọi chỗ, mà chỉ nói chỗ ngồi của lãnh tụ, dinh thự hoặc tổng hành dinh của lãnh tụ, bởi vì họ là những người ảnh hưởng cả nhóm, hoặc cả nước, cả vùng và cả thế giới. Dạ, con hiểu, sư phụ. Cho nên tôi không nói nguyên cả nước. Chỉ nói những vị lãnh tụ là đủ. Và dĩ nhiên, nếu quốc gia đó có nhiều cổng phủ định hơn, thì quốc gia đó sẽ dễ có số phận bi đát hơn. Không phải chỉ vì vị lãnh tụ đó ngồi trên một hoặc hai vùng phủ định, mà bởi vì quốc gia đó có nhiều vùng phủ định hơn. Rồi, bây giờ nói, dinh tổng thống của A Phú Hãn, một cổng thế giới thấp, lớn. Ý tôi là không phải phụ. Khi tôi không nói gì cả thì đó là loại lớn, loại chính nhé. Khi tôi nói phụ, quý vị biết là giao lộ, được chứ? Dạ, sư phụ. Được. Dinh tổng thống A Phú Hãn có một cổng thế giới thấp ở trong và một đường thế giới thấp ở trong. Cho nên ảnh hưởng phủ định đối với ông sẽ là 120%. Tội nghiệp cho ông ta. Bây giờ quý vị có còn muốn làm tổng thống không? Hy vọng là không. Thưa không, sư phụ. Được, được. Tôi càng đọc, quý vị sẽ càng mừng là quý vị chỉ đứng đó. Dạ, sư phụ. Mà không có trong dinh nào, cũng không có trong quyền lực gì. Rồi, ngay cả ở trong tổng hành dinh quân đội của A Phú Hãn, có một cổng thế giới thấp lớn và một đường thế giới thấp ở trong. Và ảnh hưởng ở đây mạnh hơn 130% trong quân đội. Trên vị lãnh đạo quân đội, dĩ nhiên lãnh đạo quân đội sẽ ảnh hưởng toàn thể quân đội. Bây giờ tổng hành dinh của Taliban. Ở trong tổng hành dinh của Taliban có một đường thế giới thấp. Và ảnh hưởng đối với họ chỉ 90%. Cảm ơn Thượng Đế. Bởi vậy, có lẽ có ít hành động hơn mà lẽ ra đã có, phải không? Dạ, sư phụ. Ý tôi là họ có hành động, nhưng thỉnh thoảng chỗ này, chỗ kia. Dạ phải, sư phụ. Mặc dù là tệ, nhưng sẽ tệ hơn nếu họ có nhiều vùng phủ định hơn trong tổng hành dinh của họ. Ngay cả Algeria, dinh tổng thống, có một đường địa ngục ở gần 2,3 mét gần đó. Ảnh hưởng chỉ khoảng 10%, bởi vì nó là đường địa ngục cường độ rất thấp. Lý do là vậy.
Bộ chỉ huy cảnh sát của Algeria có một đường thế giới thấp cũng ở gần 2 mét gần đó. Ảnh hưởng cũng là 10%. Có lẽ vậy nên họ chỉ có chút ít phản kháng chỗ này chỗ kia. Không nhiều, đúng không? Dạ, có nhiều không? Không, hiện không nhiều. Không nhiều, dạ. Không nhiều bằng những nước khác và nhanh, lắng dịu nhanh. Ngay cả Á Căng Đình, quốc gia sản xuất thịt bò. Dinh Tổng thống Á Căng Đình, tất cả những người có quyền lực nhất trên thế giới. Các lãnh tụ, quý vị sẽ nghe. Dinh Tổng thống Á Căng Đình có một đường địa ngục ở gần, khoảng 2,2 mét gần đó, ảnh hưởng chỉ 10%. Cảm ơn Thượng Đế. Dinh Tổng thống Armenia cũng có một cái ở gần, một đường địa ngục ở gần 2,3 mét, ảnh hưởng cũng có 10%. Quý vị sẽ hỏi tôi tại sao xa hơn mà vẫn ảnh hưởng 10%. Có lẽ lực lượng trong đường khác nhau. Và đồng thời khác nhau cũng không nhiều. 1,3 hay 1,2 không khác nhau nhiều. Ảnh hưởng 10% trên quyết định hoặc lối sống. Hay cảm giác của Tổng thống và nhân viên. Bây giờ, Úc Đại Lợi. Phủ Thủ tướng Úc Đại Lợi. Michael, lắng nghe quốc gia của quý vị. Có một đường địa ngục ở gần, 3 mét gần đó, ảnh hưởng chỉ 10%. Cảm ơn Thượng Đế. Nhưng Tổng hành dinh quân đội nước Úc cũng có một đường thấp thế giới, khoảng 3,2 mét gần đó, ảnh hưởng 9%. Tùy cường độ lực lượng phủ định của cổng địa ngục nhiều hay ít, đường địa ngục nào cũng dẫn đến địa ngục mà có ít hay nhiều ảnh hưởng của lực lượng phủ định hơn. Cổng và đường cũng nối liền với nhau về cường độ nữa. Khi tôi không nhắc đến những nước khác, có nghĩa là họ không có nhé. Có nghĩa là dinh tổng thống của họ ở một chỗ trung lập. Nhưng như tôi đã nói với quý vị, đó cũng không phải là chỗ gia trì, mà là một chỗ trung lập, hoặc có lẽ là một chỗ tốt, sáng hơn, nhưng không phải là chỗ địa ngục, chỗ vô định. Vậy thôi. Vậy nếu tôi không đề cập thì đừng hỏi đến, được chứ? Dạ, sư phụ. Hoàng cung ở Bahrain có một đường địa ngục rất gần, chỉ 2 mét gần đó, nhưng ảnh hưởng là 110%. Chắc là đường địa ngục lớn. Và trong quân đội, tổng hành dinh quân đội của Bahrain, ở trong có một đường thế giới thấp, ảnh hưởng phủ định là 80%. Bộ chỉ huy cảnh sát của Bahrain có một đường thế giới thấp, cũng ở trong, 90% ảnh hưởng phủ định. Bangladesh, dinh tổng thống có một đường địa ngục ở trong, nhưng ảnh hưởng phụ chỉ 80%. Belarus, dinh tổng thống có một cổng địa ngục, chỉ cổng phụ có nghĩa là đường vòng, một cổng phụ địa ngục ở trong, ảnh hưởng là 130%. Và hai đường địa ngục ở trong, và hai đường địa ngục ở gần, cách vài mét. Cho nên thật ra có một cổng địa ngục phụ và hai đường địa ngục ở trong, hai đường địa ngục ở gần nữa. Tổng hành dinh quân đội Belarus. Ở trong tổng hành dinh quân đội có một đường thế giới thấp, ảnh hưởng họ 80% phủ định. Đó là vậy. Bây giờ thậm chí ở Bỉ, Choco, lắng nghe xứ của quý vị. Tôi rất tiếc phải nói với quý vị điều không hay. Nhưng không phải cả nước. Nước quý vị không sao, chỉ có một đảng phái. Tôi nghĩ có hai đảng phái trong nước quý vị, phải không cho cô? Một là đảng Pháp, một là đảng Hòa Lan. Có đúng không? Dạ đúng. Rồi, tổng hành dinh của đảng Hòa Lan có một đường địa ngục ở gần. Hai mét gần đó và nó ảnh hưởng họ, nhưng chỉ 60% phủ định. Cảm ơn Thượng Đế vì điều đó. Bằng không họ sẽ có nội chiến. Nếu là đường địa ngục lớn hơn, chúng ta sẽ gặp rắc rối, phải không? Dạ, sư phụ.
Được rồi, bây giờ Bermuda. Phủ Thủ tướng có một đường địa ngục 2 mét gần đó. Ảnh hưởng 70%. Dinh họa gia Bhutan có một đường địa ngục gần đó. Khoảng 2 mét gần, ảnh hưởng là 70%. Dinh tổng thống của Bolivia có một cái 3 mét gần đó. Một đường thế giới thấp ảnh hưởng 40%. Bosnia và Herzegovina, dinh tổng thống có một đường địa ngục ở gần. 2 mét gần đó ảnh hưởng 70%. Botswana, dinh tổng thống có một đường thế giới thấp ở trong. Ảnh hưởng 70%. Tổng hành dinh quân đội của Botswana có một đường địa ngục 3 mét gần đó. Ảnh hưởng 80% đều là phủ định. Phủ định. Bây giờ chúng ta nói toàn chuyện phủ định, không có đường thiên đàng, không có cổng thiên đàng, gia sư phụ, không có lực gia trì. Đảo Bồ Vét có một đường thế giới thấp, thậm chí Ba Tây, ngay cả dinh tổng thống Ba Tây, có một đường địa ngục ở gần 3 mét, nhưng không phải loại có cường độ mạnh lắm, do đó ảnh hưởng chỉ 20%. Nhưng may mắn cho các vị tổng thống, họ có chủ ý rất đạo đức, cho nên họ đã quyết định khá hơn. Dù vậy, vẫn sẽ tốt hơn nếu họ không ngồi trong dinh đó, nên làm việc ở đâu đó khác. Dinh tổng thống Miến Điện có một cổng phụ thế giới thấp. Hai đường thế giới thấp ở trong và hai đường thế giới thấp ở gần, vài mét gần đó. 2 mét và vì có một cổng phụ ở trong và hai đường ở trong. Ảnh hưởng là 150% cho Tổng thống Miến Điện và các sự viên, những người ủng hộ. Bây giờ, Tổng hành dinh quân đội Miến Điện ở trong có một cổng phụ thế giới thấp và một đường thế giới thấp ở trong. Và ba đường thế giới thấp ở gần, khoảng 2 đến 3 mét gần đó, ảnh hưởng là 150%. Cho nên họ không gây chiến với người khác, nhưng họ cũng không hòa bình với nhau. Dạ, sư phụ. Rồi. Điều này là hiển nhiên. Chắc chắn vậy, sư phụ. Và nã đại nữa, tôi rất tiếc. Tôi không chỉ trích nước nào. Đây chỉ là những gì tôi được cho biết, được chứ. Dạ, dĩ nhiên, sư phụ. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng Gia Nã Đại có vấn đề gì. Dạ. Nhưng không phải phủ thủ tướng có vấn đề, mà là tổng hành dinh quân đội. Có một đường địa ngục ở gần, khoảng 3 mét, cho nên ảnh hưởng phủ định 40%. Chechnya. Tôi nghĩ thỉnh thoảng họ vẫn còn một chút rối loạn chỗ này chỗ kia. Nhóm phản loạn hay gì đó. Dinh tổng thống có một đường thế giới thấp ở gần. Ảnh hưởng là 100%. Chắc là một đường rất tệ hoặc rất rất dài. Đôi khi nó ở trong nhưng chỉ một góc ở trong. Hoặc một phần ở trong. Nhưng đôi khi nó có trọn chiều dài ở trong của dinh thự. Lúc đó ảnh hưởng nhiều hơn. Hiểu ý tôi nói không? Dạ hiểu, sư phụ. Hoặc có lẽ nó ở gần các nhà lãnh đạo hơn. Nếu nó ở gần vị lãnh tụ hơn, thậm chí đôi khi ông không muốn gây chiến, nhưng người khác sẽ muốn gây chiến với ông, hoặc luôn luôn gây rắc rối cho ông, làm cho ông nhức đầu, hoặc có lẽ không khỏe. Chí lợi tôi không hề nghĩ đến. Chí lợi, phải. Dinh tổng thống Chí lợi, quý vị biết, kế bên Á Căn Đình. Dạ, sư phụ. Dinh tổng thống có một cổng thế giới thấp ở gần. Ý tôi là cổng phụ ở gần, ảnh hưởng là 20%. Trung Quốc, dinh tổng thống có một đường phụ thế giới thấp. Một cổng phụ thế giới thấp ở trong, ảnh hưởng 100%.
và một đường thấp cộng thế giới thấp. Đường thế giới thấp ở trong cũng ảnh hưởng 100% nữa, cho nên cộng lại là 200%. Và phủ thủ tướng của Trung Quốc có một đường thế giới thấp ở trong ảnh hưởng 100%. Cho nên cộng lại với lãnh đạo chính phủ ở đó, với lãnh đạo cao cấp, đã bị ảnh hưởng phủ định 300%. Rồi, Colombia, dinh tổng thống. Chính phủ không có vấn đề, nhưng tổng hành dinh của FARC, tổng hành dinh của nhóm phản loạn FARC, quý vị biết phải không? Họ có một cổng phụ địa ngục ở trong. Ảnh hưởng họ 300%. Thảo nào. Và có hai đường địa ngục ở trong tổng hành dinh nữa. Cũng ảnh hưởng họ thêm 150% nữa. Và họ có hai đường địa ngục ở gần. Ảnh hưởng họ thêm 90% nữa. Cho nên cộng lại khoảng 540% ảnh hưởng phủ định trên nhà lãnh đạo FARC. Bây giờ chúng ta biết rồi. Bờ biển Nga. Dinh tổng thống. Dinh cũ, dinh họ vừa chiếm lấy. Một cổng phụ thế giới thấp ở gần 7 mét gần đó. Nhưng một đường thế giới thấp cũng 4 mét gần đó. Và một đường địa ngục ở trong. Cho nên ảnh hưởng là 350% phủ định. Tôi sẽ không chúc mừng vị tổng thống mới về việc chiếm lấy dinh thự này. Tôi nghĩ thà ông ta dọn đi một nơi nào khác trước khi chuyện gì khác xảy ra. Dạ, sư phụ. Quý vị không thể trách vị cựu tổng thống. Vâng, chúng con hiểu. Ai biết chuyện gì kế sẽ xảy ra. Đôi khi bởi vì những ảnh hưởng phủ định này cần thời gian để gây tàn phá trên người đó. Hiểu ý tôi nói không? Cần thời gian. Đồng thời cũng chờ đến lúc cho nghiệp chướng, cộng nghiệp và những điều khác. Bây giờ, Croatia, dinh tổng thống có một đường địa ngục 4 mét. Gần đó, ảnh hưởng 30%. Cuba, dinh tổng thống có một đường địa ngục 2 mét gần đó. 40% ảnh hưởng phủ định. Cyprus, một đảo nhỏ của Hy Lạp, dinh tổng thống của Cyprus có một đường thế giới thấp, một cổng phụ thế giới thấp ở trong, hai đường thế giới thấp ở trong và hai đường thế giới thấp ở gần, khoảng 2-3 mét gần đó. Cho nên ảnh hưởng phủ định là 300%. Ôi Chúa ơi, Cyprus có từng có chiến tranh hay là không? Dạ có, sư phụ. Chỉ mới hết đây, khá nặng nề. Dạ phải, rất gần đây. Nặng nề, Chúa ơi. Bây giờ, Ai Cập. Sau khi đọc tất cả điều này, quý vị sẽ biết tại sao. Chúng ta sẽ biết tại sao có rối loạn ở những nơi này. Dinh tổng thống của Ai Cập. Một đường địa ngục ở trong ảnh hưởng phủ định là 150%. Tổng hành dinh quân đội có một đường thế giới thấp ở trong. Ảnh hưởng họ 100%. Cho nên cộng lại, chính phủ và với lãnh đạo quân đội có 250% ảnh hưởng phủ định trên bất cứ điều gì họ làm. Nếu là người Ai Cập, tôi không muốn làm tổng thống bởi vì họ sẽ đặt tôi vào dinh cũ đó và rồi ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ tôi sẽ biến nó thành một chỗ thiền. Rồi, còn một số nữa. Pháp chỉ tòa hạ viện. Hạ viện của tòa nhà hạ viện có một cổng phụ thế giới thấp ở trong, hai đường thế giới thấp ở trong và hai đường thế giới thấp ở gần, cách đó khoảng vài mét, Chúa ơi, ảnh hưởng là 400%. Tôi không thích. Rất buồn. Hạ viện đã làm gì? Có điều gì gần đây không? Bất cứ lúc nào. Không phải nghị viện, nhưng họ đã
Tôi nghĩ họ phê chuẩn điều gì đó để có thêm chiến tranh ở Libya hay điều gì đó gần đây. Dạ phải, họ muốn giúp vũ khí cho nhóm phản kháng Libya và họ muốn chiến tranh thêm ở đó. Họ đã giúp vũ khí cho đến lúc một số quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phản đối vào rồi. Nhưng thậm chí họ muốn làm nhiều hơn bởi vì đó là không hợp pháp hay sao đó. Được, được, tốt. Tốt là họ không thể làm vậy. Tốt là chúng ta có Hội đồng Bảo an. Bây giờ, giải Gaza. Tổng hành dinh của Hamas có một đường thế giới thấp ở trong, nên ảnh hưởng khoảng 100%. Và tổng hành dinh tại Fatah có một đường địa ngục ở gần. Cách đó khoảng 4,10 mét. Cho nên Fatah có ảnh hưởng phủ định về quyết định của họ khoảng 40%. Quân Hamas có nhiều ảnh hưởng phủ định hơn. Rồi bây giờ Georgia, quốc gia Georgia, dinh tổng thống có một đường địa ngục ở trong. Một đường lớn ảnh hưởng là 200%. Chỉ một đường địa ngục là đủ. Chúa ơi, 200%. Hiện giờ không có gì, nhưng chỉ vì muốn biết lịch sử, tôi hiếu kỳ. Nếu Đức không có cổng địa ngục, không có gì, thì tại sao? Hiểu ý tôi nói không? Dạ hiếu. Tại sao có rắc rối trước kia với Đức Quốc xã? Cho nên tôi đã nghiên cứu thêm. Mới thấy rằng tổng hành dinh của Führer Hitler có một cổng phụ thế giới thấp ở trong. Nhưng lớn, cổng phụ lớn và hai đường thế giới thấp ở trong và hai đường thế giới thấp ở gần, cách đó 2-3 mét và ba đường địa ngục ở gần. Đồng thời ở trong có một cổng phụ địa ngục và một đường địa ngục ở trong. Quá nhiều cổng và đường phủ định. Đó là tại sao, thảo nào. Đây thật sự là những điều để suy xét. Tôi hy vọng không ai dùng tổng hành dinh đó cho việc gì cả. Họ làm gì với chỗ đó? Không gì, chỉ là bảo tàng viện. Có lẽ một bảo tàng viện như sư phụ đề cập lúc trước à. Họ làm vậy phải không? Bây giờ là bảo tàng viện hay... Con không chắc, sư phụ không chắc. Có ai biết không? Được rồi, không sao. Bây giờ không ai dùng nó, vậy tốt. Dạ, sư phụ. Bây giờ đến Hy Lạp. Chúng ta xong với Đức rồi, phải không? Dạ phải, sư phụ. Bây giờ chẳng trách gì, cho nên quý vị đừng trách người Đức. Quý vị đừng nghĩ phủ định về người Đức nhé. Chỉ tại chỗ đó, chỗ đặc biệt. Ở đó tập trung quá nhiều lực lượng phủ định. Và ông ta tình cờ ở đó. Có lẽ ông được gửi đến từ họ, biết không? Phải. Bằng không, ai sẽ trong một chỗ mà có quá nhiều sự tập trung như vậy? Cho đến giờ, đó là nơi lực lượng phủ định tập trung nhiều nhất. Mình có thể thấy, phải không? Dạ, sư phụ. Cho đến nay, những gì chúng ta thấy, cho đến nay, và tôi không nhớ có sự tập trung của lực lượng phủ định nào mà nhiều hơn vậy. Những người Đức mà tôi gặp, họ rất tử tế, bạn rất trung thành, rất tốt. Vâng, chúng con thấy vậy. Và những người chồng Đức là những người rất tốt. Rất, rất tốt. Tôi có một người tôi biết. Tôi đã thấy qua nhiều người chồng Đức khác cũng rất tốt. Người Đức thật sự tốt, những người mà tôi gặp. Bây giờ, đồng thời hãy nhớ là người Đức đã nhận nhiều người tị nạn Âu Lạc Việt Nam mà tôi đã làm việc giúp họ lúc họ gặp gian nan, lúc họ chạy trốn khỏi biến loạn của Âu Lạc trước kia. Đức nhận vào rất nhiều và chăm sóc họ rất nhiều, rất tốt, chăm sóc tốt, thậm chí về răng, chăm sóc về nha khoa, lúc họ vẫn còn trong trại tị nạn. Tôi dẫn họ đi nha sĩ, và dĩ nhiên đó là nơi tôi đã gặp chồng tôi. Tôi dẫn họ đến phòng nha khoa, tại một bệnh viện lớn của trường đại học. Và lúc đó ông ta đang thực tập ở đó. Có nhiều nha sĩ khác, dĩ nhiên, và họ đều muốn... Sau đó, tôi có nghe từ chồng tôi rằng họ đều muốn hẹn hò với tôi, cho nên ông ta mau mau. Ý tôi là không phải tất cả, nhưng đa số nhiều người, tất cả đều trẻ, đẹp. Và nha sĩ tương lai đẹp trai nữa. Đều là sinh viên, trẻ trung.
Họ hết đều tóc vàng, vàng hoặc đen bất cứ gì, họ rất tuấn tú và rất vảnh trai. Tôi nhớ vậy. Và rất tử tế với những bệnh nhân mà tôi mang đến, người tị nạn Âu Lạc mà tôi đưa đến. Những bác sĩ khác ở những khoa khác cũng đều rất tử tế. Tôi đưa người tị nạn đến những chỗ khác nhau. Tôi để họ lại với vị nha sĩ để trị, bởi vì họ không cần nói gì nhiều nữa. Rồi tôi đi. Tôi đưa người khác đến khoa tai mũi họng, chẳng hạn. Và rồi sau khi thông dịch mọi điều, tôi sang phòng kế bên về loại chữa trị khác, những bác sĩ khác. Cho nên trong một ngày có lẽ tôi dẫn ít nhất là 10 bệnh nhân đến những chỗ khác nhau. Phải, phải. Tôi làm việc rất... Gì vậy? 10 bác sĩ đem lòng thương. Tôi không chắc là 10, nhưng tất cả nha sĩ. Tôi biết bởi vì chồng tôi nói sau đó. Chỉ sau khi tôi kết hôn với ông trước đó thì không, ông không có nói với tôi. Rất thông minh ạ. Nhưng những bác sĩ khác không ai nói với tôi, cho nên tôi không chắc. Những khoa khác, tôi không chắc. Bây giờ chúng ta đến Haiti, dinh tổng thống. Tôi có nói về Hy Lạp chưa? Một đường địa ngục ở gần, dinh tổng thống cách đó 2,3 mét, 40%. Bây giờ tổng thống Haiti, quý vị biết, đôi khi không chỉ ảnh hưởng trong chiến tranh mà ảnh hưởng trong những điều khác. Chiến tranh có thể là chiến tranh kinh tế nữa, hiểu ý tôi không? Làm sai một bước là khiến người ta đau khổ. Cả nước bị tổn thương hoặc đầu tư sai, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không chỉ chiến tranh. Chiến tranh đó là từ trường bạo lực hơn, trong nước để tiếp tài nữa, hiểu không? Hay ở trong nhiều cổng địa ngục hơn hoặc có nhiều đường địa ngục hơn, đi ngang qua quốc gia, thí dụ, thì nó hiển nhiên hơn. Bằng không, nó sẽ là một loại tổn thương khác cho quốc gia, nếu vị lãnh tụ lỡ ngồi trong hoặc gần những vùng phủ định liên hệ. Bây giờ, Haiti, dinh tổng thống có một đường địa ngục ở trong, ảnh hưởng ông 130%. Thảo nào rất nhiều. Một số người trong họ không thể ngồi vững lắm ở đó. Tôi sẽ khuyên vị mới đi chỗ khác ngồi. Hãy bỏ dinh thự đó. Ở đâu cũng làm việc được. Tôi cũng làm việc và tôi đâu cần dinh thự. Phải không? Dạ đúng vậy, sư phụ, đúng vậy. Dĩ nhiên có dinh thự thì tốt. Và có người giúp việc, có quản gia, có tài xế và... Nhưng tôi chỉ có hai thị giả và mấy con chó và có một nơi cư ngụ rất, rất nhỏ. Cộng hết lại là bao nhiêu mét vuông có ở đây? Quý vị có thể nói tôi biết. Phòng khách bao nhiêu mét vuông? Quý vị đoán được không? 5, 4, 4 mét vuông. Không phải, 4,5 mét vuông. Và phòng này là khoảng 3 mét vuông. Bề 2 và 3 mét. Bề 2 mét, bề 2 mét là bao nhiêu? 2,5 mét vuông. 6 mét vuông ạ, thật à? Thật sao? Vậy phòng khách có nhiều mét vuông hơn? Khoảng 8 mét vuông. 8 mét vuông. Đúng không? Và phòng của tôi bao nhiêu? 2 mét vuông. Bề 2 mét, bề 1 mét rưỡi và bao nhiêu? 2,5 mét vuông. 2,5 mét vuông, đại khái vậy à? Được, sao cũng được. Cho nên cộng lại khoảng 6 và 8 mét là bao nhiêu? 14 mét và 14 và 2,5 mét. 16,5 mét là nhà bếp. 2 mét vuông, đúng không? Là bao nhiêu rồi? 18,5 mét vuông. Đó là dư giả. Và thậm chí mình có thể làm việc cho cả thế giới, đừng nói chi một nước. Ai cần dinh thự làm gì? Tôi sẽ bỏ chạy khỏi đó. Giờ đây tôi biết tất cả dinh thự đều như vậy. Tôi thậm chí không muốn viếng cái nào cả. Khỏi. Tôi được Tổng thống Bush mời một lần. Nhưng vì thế nào đó, thư không đến tay tôi. Tôi chỉ biết sau đó. Và họ đã giúp tôi xin lỗi. Phải, một hoặc hai nhân viên trong đài truyền hình. Trong đài truyền hình của quý vị biết điều đó. Họ chuyển lá thư đến tôi, nhưng rồi người nào đó, thị giả của tôi, không đưa cho tôi vì lý do gì đó. Bây giờ, chúng ta đến đâu rồi? Chúng ta xong với Haiti. Bây giờ là Honduras. Honduras, dinh tổng thống có một cổng phụ thế giới thấp. Hai đường thế giới thấp ở gần,
Hai đường thế giới thấp ở trong cách đó khoảng 4 tới 6 mét. Không, xin lỗi, hai cái ở gần cách đó khoảng 4 mét. Và cái kia hai cái gần cách đó 6 mét. Ảnh hưởng phủ định vẫn là 170%. Honduras. Thảo nào họ có rắc rối với nhau. Vì tổng thống. Bây giờ hy vọng họ chuyển sang một chỗ khác và bắt tay và thật sự làm việc với nhau. Hồng Kông, phủ thống đốc có một đường địa ngục. 2 mét gần đó ảnh hưởng 80%. Hung Gia Lợi, dinh tổng thống có một đường địa ngục 2 mét gần đó. Ảnh hưởng là 70%. Hung Gia Lợi, có chuyện gì? Tôi nghe nói thậm chí trước kia họ không có tổng thống và vị tổng thống vừa có đây. Ông tự bầu cho mình hay đại khái vậy? Đó là rất, rất lâu về trước. Rất lâu về trước. Tôi nghĩ bây giờ đó là vị tổng thống mới hay gì đó hoặc thủ tướng gì đó. Không ai bầu cho ai. Ông chỉ đi lên và vì vậy không có chính phủ. Tại Hung Gia Lợi mà việc dễ dàng. Được rồi, bây giờ tiếp tục. Băng Lan có một đường thế giới thấp ở trong. Quý vị biết Băng Lan chứ? Dạ biết, sư phụ. Đảo Băng Lan ảnh hưởng 100%. Thậm chí Ấn Độ, Chúa ơi. Tôi không bao giờ mơ tưởng đến điều đó, nhưng sự thật là sự thật. Tôi phải nói quý vị biết. Rất tiếc xúc phạm đến Mike. Dinh tổng thống có một đường địa ngục. 2 mét gần đó và ảnh hưởng vẫn là 60%. Bây giờ, Nam Dương, dinh tổng thống có một đường thế giới thấp. 2 mét gần đó, ảnh hưởng là 60%. Đây chắc phải là lớn, bởi vì nó ảnh hưởng tương tự như đường địa ngục. Cho nên chắc phải là lớn. Phủ Thủ tướng Iraq, một cổng lớn thế giới thấp ở trong. Hai đường thế giới thấp ở trong. Hai đường thế giới thấp 4 mét gần đó. Ảnh hưởng là 260%. Bà Từ rất tiếc. Sonia. Sorry, Sonia. Dinh tổng thống. Quý vị biết tôi không có gì chống lại nước quý vị nhé. Quý vị biết vậy phải không? Tôi đã cố gắng giúp được gì thì tôi giúp. Suốt mấy năm nay và tôi vẫn làm vậy. Bà Tư, dinh tổng thống có một đường địa ngục ở trong. Ảnh hưởng là 150%. Tổng hành dinh quân đội của bà Tư có một cổng thế giới thấp ở trong. Một cổng phụ thế giới thấp ở trong. Một đường thế giới thấp ở trong. Ảnh hưởng cộng lại là 300%. Vì thế, tổng hành dinh và quân đội của quốc gia có 450% ảnh hưởng phủ định về bất cứ quyết định gì họ làm hoặc về sự an ninh cá nhân của họ. Ái Nhĩ Lan. Phủ Thủ tướng có một đường địa ngục. 1,20 mét gần đó, ảnh hưởng là 60%. Nhưng tổng hành dinh của quân phiến loạn, quý vị biết thậm chí bây giờ họ vẫn còn giữ nó. Bây giờ vẫn còn giữ tổng hành dinh cho quân phiến loạn, những người muốn chống đối chính quyền. Hiện tại tổng hành dinh của họ có một cổng phụ thế giới thấp ở trong. Và hai đường thế giới thấp ở trong. Cũng có hai đường thế giới thấp 3 mét gần đó. Cho nên ảnh hưởng là 170%. Hãy cầu cho họ có hòa bình. Nếu là như vậy, tôi nghĩ sẽ không có hòa bình. Nó có thể xảy ra. Có thể có chiến tranh nữa. Bất cứ lãnh tụ hoặc quân đội hoặc nhóm vũ trang nào ngồi trong vùng phủ định nào đều có nguy cơ kiếm chuyện hoặc gặp rắc rối nữa. Do Thái, phủ thủ tướng có một cổng phụ địa ngục ở trong.
và ba đường địa ngục ở trong, và một đường địa ngục ở gần, cách đó 2 mét. Ảnh hưởng là 450%. Bây giờ, tổng hành dinh của quân đội của Do Thái có một cổng phụ thế giới thấp ở trong và một đường địa ngục 4,2 mét gần đó và một cổng thế giới thấp. Một đường thế giới thấp cũng gần ba đường thế giới thấp ở trong. Do đó, ảnh hưởng cộng lại là 360%. Tôi sẽ không thích ở bất cứ chỗ nào tại đó, dù là lãnh tụ hay không. Bây giờ chúng ta đến Jordan. Jordan, phủ thủ tướng có một cổng phụ thế giới thấp ở trong, một đường thế giới thấp ở gần, ba đường thế giới thấp ở trong. Ảnh hưởng là 260%. Xin lỗi, tôi nhảy một nước. Nhật Bản cũng có. Tổng hành dinh quân đội Nhật Bản có một đường thế giới thấp ở gần, cách đó 2,3 mét. Ảnh hưởng là 40%. Bắc Hàn, vị lãnh tụ, dinh thự của vị lãnh tụ tối cao. Có một dinh thự, không là tư gia của lãnh tụ tối cao Bắc Hàn. Và dinh thự nữa, để tôi xem lại. Tư gia, không phải dinh thự nhé. Bắc Hàn, tư gia của lãnh tụ tối cao, có một cổng địa ngục. Một cổng địa ngục lớn ở trong, một đường địa ngục ở trong nữa. Ảnh hưởng phủ định 400%. Bởi vậy, đôi khi có chuyện này, chuyện kia. Có lúc hòa bình, có lúc không. Rất tiếc, người đại hàng. Lào. Tôi nói về Jordan rồi chứ? Dạ rồi. Jordan phủ thủ tướng. Dạ rồi. Bây giờ, Lào, dinh tổng thống có một đường địa ngục ở trong. Ảnh hưởng là 200% phủ định. Dạ, sư phụ. Rồi, bây giờ Latvia, dinh tổng thống có một đường thế giới thấp, 2,3 mét gần đó, cho nên ảnh hưởng là 30%. Lebanon, phủ thủ tướng, có một cổng phụ thế giới thấp, 3,2 mét gần đó, và một đường thế giới thấp 4 mét gần đó, và ba cái nữa khoảng 7 mét gần đó, nhưng ảnh hưởng vẫn là 60%, lên thủ tướng của Lebanon. Bây giờ Liberia là khác, dinh tổng thống có một đường địa ngục ở trong. 200% phủ định. Thảo nào, cựu tổng thống Liberia đã làm gì đó, đúng không? Họ đang kiện ông trong tòa hình sự quốc tế, phải không? Vẫn còn rắc rối. Có phải vậy không? Dạ phải, sư phụ. Cho nên vị tân tổng thống, tôi nghĩ, đang kiện hoặc được vị cựu tổng thống ra tòa vì những tội ác chống lại nhân loại. Dạ. Nhưng bà ấy cũng nên cẩn thận, bởi vì ngồi trong chỗ đó sẽ có rắc rối, bất kể mình muốn làm người tốt như thế nào. Bây giờ Libya, tôi nói với vị trước đây rồi, phải không? Tôi nói lại, tư gia của lãnh tụ của Libya, lãnh tụ đứng đầu, có một cổng phụ địa ngục ở trong, và một đường địa ngục 1 mét. Một đường địa ngục 2 mét gần đó, và ba đường địa ngục ở trong tư gia của ông. Ảnh hưởng là 500% lực lượng phủ định. Bây giờ thậm chí, Hoàng cung Mã Lai Á, một đường thế giới thấp 2 mét gần đó, ảnh hưởng là 40%. Ở Mã Lai Á, họ có thay đổi vua hoài. Có một bộ tộc và một vị làm vua trị vì một thời gian.
Rồi kế đến một ngày khác, ta nghĩ là như vậy, có đúng vậy không? Dạ đúng sư phụ. Được, cảm ơn quý vị. Bây giờ Bộ Chỉ huy Cảnh sát Mã Lai có một cổng phụ địa ngục ở trong và hai đường địa ngục 3 mét gần đó và hai đường địa ngục 4 mét gần đó. Trong vòng 4 mét, trong vòng 3 mét. Cho nên ảnh hưởng là 430%. Chúa ơi! Phải, tôi đoán tại sao có hai cái gần và hai cái trong, hoặc một ở trong và ba ở gần, là bởi vì khi có một cổng phụ, đó có nghĩa là luôn luôn có bốn đường nối với nó, đến những cổng địa ngục khác, cho nên tùy vào cường độ chúng cho ra nhiều lực lượng phủ định hay không. Cho nên đôi khi, nếu như cổng phụ là ở trong góc, thì có lẽ có hai đường bên trong, nhưng hai đường khác bên ngoài, trong phạm vi 3-4 mét gần đó. Đôi khi đường yếu, rồi sau 4 mét nó không còn ảnh hưởng chỗ đặc biệt đó nữa, mà ảnh hưởng chỗ kế đó, giao điểm kế của thành phố đó. Tôi nói đến đâu rồi? Mã Lai Á xong rồi. Bộ Chỉ huy Cảnh sát, bây giờ Mỹ Tây Cơ. Dinh Tổng thống có một đường thế giới thấp ở gần. Có đó khoảng 2,10 mét, ảnh hưởng là 30%. Monaco, dinh thự, tôi nói với quý vị rồi. Họ không có điều gì phủ định ở trong hoặc ở gần dinh thự. Nhưng họ có một tuyến gia trì tâm linh 7 mét gần đó, ảnh hưởng là khoảng 10% khẳng định. Chỉ 10% thôi, bởi vì đường này không mạnh lắm, và 7 mét thì quá xa. Cho nên lực khẳng định là 10% mà thôi. Nhưng ít nhất còn tốt hơn là phủ định. Tốt hơn là không có gì. Dạ, dạ sư phụ. Nhưng dù sao họ có ba tuyến gia trì tâm linh, SBL, đây chỉ là một tuyến ở gần dinh thự, một là ở giữa của quảng trường, họ gọi nó là quảng trường vàng, bởi vì giá cả đó đáng giá bằng vàng. Quảng trường vàng và tuyến đó là khoảng 30 mét bên trên mặt đất, cho nên quý vị phải leo lên cao để ngồi đó và được ảnh hưởng. Họ có khách sạn ở đó, nhưng thấp. Tôi không nghĩ là 30 mét. Nó ở gần khách sạn, nhưng không phải trong khách sạn. Nó ở trong quảng trường. Nhưng nói quý vị biết, thật thú vị. Quảng trường đó, nhiều người đi đến đó và mọi người đều vui vẻ khi họ đến đó, họ thích ở đó. Họ có quán cà phê, cafe de Paris ở đó và hotel de Paris đối diện nhau và luôn luôn đầy người. Đó là nơi rất năng động. Nhưng buồn thay, họ đặt một sòng bạc ở đó nữa, ở góc bên kia. Đồng thời, nhiều người đi đến đó và mất rất nhiều tiền một cách vui vẻ hay buồn quả. Nói về địa ngục không tốt gì lắm. Sòng bạc cũng không giúp gì thêm. Được, chúng ta đến đâu rồi? Monaco, phải. Xong rồi phải không? Dạ, sư phụ. Rồi. Dinh Tổng thống Mông Cổ có một cổng phụ thế giới thấp 4 mét gần đó. Một đường thế giới thấp 6 mét gần đó. Và ba đường thế giới thấp 8 mét gần đó. Ảnh hưởng 30% mà thôi. Do khoảng cách. Và có lẽ cường độ kém hơn đường và cổng. Bây giờ chúng ta đến Hoàng cung Morocco. Có một cổng thế giới thấp 3 mét gần đó. Và một đường thế giới thấp 6 mét gần đó. Và ba đường thế giới thấp 8 mét gần đó. Ảnh hưởng là 40%. Nepal, phủ thủ tướng. Có một cổng phụ thế giới thấp ở gần, cách đó 3 mét. Và một đường thế giới thấp ở gần, cách đó 4 mét. Ba đường thế giới thấp ở gần, cách đó 6 mét. Ảnh hưởng là 60%. Tân Tây Lan, tôi nghĩ là tôi có nói về trước đó phải không? Nhưng chúng ta nói lại. Theo như danh sách, phủ thủ tướng có một cổng thế giới thấp ở gần, cách đó khoảng 3 mét.
và một đường thế giới thấp 6 mét gần đó. Cho nên cộng lại 40% ảnh hưởng phủ định trên vị thủ tướng về mặt cá nhân hoặc quốc gia. Tổng tư lệnh quân đội của tầng Tây Lan có một đường địa ngục ở gần, cách đó khoảng 2 mét, ảnh hưởng họ 50%. Bây giờ Pakistan, phụ thủ tướng có một đường thế giới thấp ở gần, ảnh hưởng ông 40%. Pakistan dinh tổng thống có một cổng thế giới thấp, cổng lớn bên trong dinh tổng thống. Chúa ơi, phủ thủ tướng chỉ cách đường thế giới thấp 4 mét mà thôi, nhưng dinh tổng thống có một cổng địa ngục lớn ở trong. Ảnh hưởng trên ông là 340%. Bây giờ, tổng tư lệnh quân đội của Pakistan ở trong có một cổng lớn thế giới thấp lớn, ảnh hưởng họ 300%. Và một đường thế giới thấp ở trong, cộng lại là 300%. Bây giờ, tổng hành dinh Al-Qaeda ở Pakistan. Tôi nghĩ đó là tổng hành dinh của toàn nhóm Al-Qaeda ở khắp nơi. Đúng không? Tổng hành dinh Al-Qaeda ở Pakistan, ở trong có một cổng thế giới thấp lớn và một đường thế giới thấp. Ảnh hưởng là 300%. Quân đội và nhóm Al-Qaeda đều bị ảnh hưởng phủ định. Tổng thống và thủ tướng nữa. Vì thủ tướng bị ảnh hưởng lực lượng phủ định ít nhất. Nhưng tổng thống, quân đội và các lãnh tụ Al-Qaeda bị một ảnh hưởng rất lớn từ lực lượng phủ định. Panama, dinh tổng thống có một đường địa ngục ở trong. Ảnh hưởng là 200%. Tôi không nhớ tất cả những gì xảy ra cho những vị tổng thống này trước kia hay bây giờ, nhưng nếu quý vị kiểm lại, có lẽ quý vị có thể giải thích tại sao họ làm những điều họ đã làm, hoặc tại sao có những chuyện xảy ra cho họ, cách chúng xảy ra, hoặc tại sao có những chuyện xảy ra trong nước họ, hoặc đang xảy ra cho quốc gia của họ. Dạ, sư phụ. Và nếu đã không xảy ra thì thậm chí có thể sẽ xảy ra theo thời gian. Bây giờ, Phi Luật Tân. Chính phủ không có nhiều vấn đề. Để tôi xem lại. Không, không có. Bất kể tất cả rắc rối họ có trước kia với các tổng thống, bất kể rắc rối mà họ có trước kia với các vị tổng thống, họ không có gì trong đó. Có lẽ từ già của họ, từ già của vị cựu tổng thống, cựu trước kia. Nếu họ có vấn đề là bởi vì từ già của họ có gì đó, nhưng tôi không muốn kiểm tra chuyện đó bây giờ. Bây giờ đã không sao, dinh tổng thống không có gì, chỗ ngồi của chính phủ không có gì, và bây giờ chúng ta không cần phải lo lắng. Chuyện gì qua rồi thì đã qua, nhưng tổng hành dinh của nhóm phiến loạn ở Phi có 4 đường thế giới thấp ở trong và một cổng phụ thế giới thấp ở gần. Cách đó 2 mét, ảnh hưởng là 170%. Họ vẫn còn vấn đề về nhóm phiến loạn, đúng không? Ở Phi Luật Tân, đúng không? Gia phái sư phụ, thường vậy. Ý tôi là không thường như vậy, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn còn ở đó. Được rồi, bây giờ Ba Lan, dinh tổng thống có một cổng thế giới thấp ở trong. Và 4 đường thế giới thấp ở gần, cách đó khoảng 3 mét. Cách đó 2.3 mét, ảnh hưởng là 180%. Chúa ơi, có thể đó là tại sao Tổng thống và tất cả nội các của ông chết một lượt trong máy bay. Phải, là vậy. Quý vị thấy, thậm chí nếu quý vị không gây chiến, quý vị cũng bị diệt trừ. Như trước kia, có một vị thủ tướng Do Thái muốn thiết lập hòa bình với Palestine, đúng không? Nhớ không? Tên ông ta là gì? Quý vị có nhớ không? Có ai nhớ không? Trước Netanyahu,
Thậm chí lúc đó ông bắt đầu phá sập một số nơi định cư của người Do Thái. Để trao nó lại cho Palestine, rồi ông bị bệnh. Dạ, sư phụ. Phải nhập viện. Và rồi ông không thể trở lại làm việc nữa. Thật kinh khủng. Đó là chỗ không tốt để ở. Nếu là ở trên vùng phủ định thì tốt hơn nên dời đi. Bởi vì nếu không hại người khác thì cũng sẽ tự hại chính mình. Tôi đã thấy điều đó trong lúc nghiên cứu điều này. Trong một thể nghiệm lúc tôi thiền, mình cũng có thể nói nghiên cứu, biết không, về mặt tâm linh để thấy tại sao mọi chuyện lại xảy ra và làm sao để có thể mang lại cho thế giới hòa bình nhanh hơn, để cứu sinh mạng và cứu địa cầu. Do đó, tôi làm tất cả điều này. Bằng không, để làm gì? Phải, để làm gì chứ? Bây giờ, Nga, hiện tại chính phủ không có vấn đề gì. Nhưng bởi vì tôi thắc mắc tại sao họ có vấn đề trước kia, hoặc họ ảnh hưởng tệ đến nhiều quốc gia ở Âu Châu. Cho nên tôi cũng nghiên cứu vào điều đó. Và các cựu lãnh tụ trước kia, các cựu lãnh tụ như tổng hành dinh của Stalin. Từ già trước kia, nó có một cổng phù địa ngục ở trong. Và hai đường địa ngục ở gần. Hai đường địa ngục ở gần, khoảng 1 hay 2 mét và hai đường địa ngục ở trong, cho nên đó là một cổng địa ngục và hai đường ở trong. Cho nên ảnh hưởng là 560%. Bây giờ chúng ta biết tại sao. Phải, chỉ để giải thích lịch sử. Bây giờ Ả Rập Saudi. Hoàng cung có một cổng thế giới thấp. Cổng phụ thế giới thấp ở gần, cách đó khoảng 4 mét. Và 4 đường thế giới thấp ở gần, cách đó khoảng 4 mét đến 6 mét. Ảnh hưởng là 50%. Nhưng tổng tư lệnh quân đội của Ả Rập Saudi ở trong có một cổng phụ thế giới thấp. Hai đường thế giới thấp ở trong và hai đường thế giới thấp ở gần. Cách đó khoảng 2 đến 4 mét. Cho nên ảnh hưởng đến quyết định của những người chỉ huy quân sự là 240%, khoảng đó. Khi quý vị có quyền hành trong tay và quý vị ngồi đó trên đường phủ định, thế nào cũng có chuyện xảy ra. Cho dù không phải trong nước quý vị, thì khi quý vị đi nơi đâu khác, ngay cả Slovenia, tôi rất tiếc, vốn là một trong những nơi tôi thích nhất bởi vì vị tổng thống ở đó. Nhưng thậm chí Slovenia, dinh tổng thống có một cổng phụ thế giới thấp ở gần, cách đó 1 mét. 4 đường thế giới thấp ở gần, cách đó khoảng 3 đến 4 mét. Và ảnh hưởng là 60% phủ định. Quý vị có thể thấy chứ? Đó là tại sao vị tổng thống đó tốt về mặt đạo đức. Ông không làm điều gì sai, hoặc không làm điều gì xấu cho quốc gia hoặc láng giềng, hoặc xúi dục điều gì, hoặc tham gia vào đảng phái gây chiến nào. Nhưng ông bị diệt trừ. Trước hết, ông bị ung thư. Và rồi bởi vì ông thiền, bế quan và thuần chay, cho nên ông khá hơn. Dù vậy, ông vẫn không sống lâu được để giúp quốc gia. Thấy không? Một chỗ xấu là như vậy. Một dinh xấu còn tệ hơn. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì nghiệp của cả nước cũng ảnh hưởng đến vị tổng thống. Và vị tổng thống cũng ảnh hưởng đến cả nước, cho nên họ đều liên hệ với nhau. Quý vị không phải là một người thường. Trong đó, quý vị gánh nghiệp của người thân, hoặc một số kẻ thù, hoặc người gần bên. Nó khác. Nhưng khi quý vị là lãnh tụ của một quốc gia, quý vị phải gánh vác cả quốc gia nữa. Và bất cứ nghiệp gì mà quốc gia có, quý vị phải chia sẻ một ít. Bởi vậy, ông không thể nắm quyền lâu, mặc dù ông không làm gì sai. Ông ta không muốn, nhưng rồi ông bị diệt trừ thế nào đó. Thấy được điều đó không? Tương tự với vị thủ tướng của Do Thái trước kia. Nếu quý vị ngồi trong dinh đó, nơi mà lực lượng phủ định tiếp hợp, thì quý vị hại người khác,
Hoặc quý vị tự hại chính mình. Nếu hại chính mình, có lẽ không tệ lắm, nhưng nếu hại người khác, ảnh hưởng sẽ gấp bội trong kiếp này và kiếp tới. Cho chính quý vị và cho những người khác mà quý vị lôi kéo vào những hành động phủ định nữa. Thật khủng khiếp. Nói với quý vị rồi, đó là lý do làm nhà lãnh đạo rất dễ bị hại và rất nguy hiểm vào mọi lúc. Không chỉ về mặt hữu hình, không chỉ về mặt thể chất, bởi các cố vấn xấu hoặc người xung quanh muốn tìm quyền lực phục vụ quý vị, hoặc cố vấn quý vị vì lợi ích riêng, hoặc tâng bốc quý vị để làm hư tiêu chuẩn đạo đức, sự khiêm tốn, sự phán đoán đúng đắn và thổi phồng ngã chấp quý vị, mà còn về mặt vô hình bởi lực lượng phủ định. Thảo nào có thành ngữ nói rằng nặng nề để đầu đội vương miện. Slovenia xong rồi hả? Dạ, sư phụ. Somalia. Dinh tổng thống Somalia có một cổng thế giới thấp ở trong và 4 đường thế giới thấp ở gần, cách đó 1 đến 4 mét. Ảnh hưởng là 350%. Quân đội của Somalia có một đường thế giới thấp ở trong, ảnh hưởng 100%. Và tổng hành dinh của hải tặc Somalia có một cổng phụ thế giới thấp ở trong và 4 đường địa ngục ở gần, cách đó 1 đến 5 mét. Ảnh hưởng trên những hải tặc này là 400%. Ở Tây Ban Nha, nhóm ly khai Basque gọi là ETA. Tổng hành dinh của họ ở trong có một cổng phụ thế giới thấp, 4 đường thế giới thấp ở trong. Ảnh hưởng phủ định là 350%. Tích Lan, dinh tổng thống có một cổng phụ thế giới thấp ở gần, gần đó 4 mét, và 4 đường địa ngục ở gần, cách đó khoảng 4 đến 5 mét. Ảnh hưởng vẫn là 130% phủ định. Sudan, miền Bắc, dinh tổng thống, miền Bắc không phải miền Nam, miền Nam không có cái nào, cảm tạ Thượng Đế. Có lẽ họ chưa có một dinh tổng thống. Tôi hy vọng họ xây trên một chỗ tốt, bởi vì đó là một quốc gia mới. Tôi không chắc họ có một dinh tổng thống hay chưa. Nhưng miền Bắc, dinh tổng thống cũ bây giờ có một cổng phụ thế giới thấp, khoảng 8 mét gần đó, và 4 đường thế giới thấp khoảng 5 đến 7 mét gần đó. Ảnh hưởng là 70%. Có lẽ đó là tại sao họ giải quyết những xung đột dễ dàng. Ít ra nhanh hơn thông thường trong xung đột nội chiến. Bây giờ Syria. Dinh tổng thống ở trong có một cổng thế giới thấp, 4 đường thế giới thấp ở trong, cho nên ảnh hưởng là 280%. Formosa, Đài Loan. Rất tiếc. Dinh tổng thống và mấy chỗ của Formosa, Đài Loan không có gì. Nghị viện có một đường thế giới thấp ở trong, ảnh hưởng là 100%. Điều này để giải thích tại sao họ đánh nhau hoài trong những cuộc họp lập pháp viện, vùng đảng phái tranh chấp trụ sở của họ. Chỗ của nghị viện không phải trụ sở. Nghị viện của họ, nơi họ làm ra luật. Họ gọi là lập pháp viện. Họ có một đường thế giới thấp ở trong và ảnh hưởng là 100%. Bây giờ, chỗ cuối cùng, không phải cuối, nhưng Potala của Tây Tạng. Potala có một tuyến gia trì tâm linh và nó có 300% lực gia trì khẳng định. Đã nói với quý vị rồi, bây giờ nói lại. Tôi chỉ đọc theo thứ tự ABC. Thái Lan, phủ thủ tướng có một cổng phụ thế giới thấp ở trong và 4 đường thế giới thấp khoảng 3 đến 5 mét gần đó. Ảnh hưởng là 150%. Tổng hành dinh quân đội của Thái Lan có một cổng phụ địa ngục ở trong
và bốn đường địa ngục ở gần cách đó 1 đến 3 mét. Ảnh hưởng phủ định là 400%. Tunisia, dinh tổng thống có một đường thế giới thấp ở trong. Ảnh hưởng là 100%. Bộ chỉ huy cảnh sát của Tunisia có một đường địa ngục ở gần, cách đó 2 mét. Điều đó ảnh hưởng họ 90%. Bây giờ, Thổ Nhĩ Kỳ, phủ thủ tướng có một đường địa ngục 2,2 mét gần đó. Ảnh hưởng họ, ảnh hưởng ông hoặc nhân viên là 90%. Tôi tưởng là hết, nhưng vẫn còn ở đây. Tôi không nhớ mọi điều này. May mắn là tôi viết xuống, nếu không tôi không bao giờ nhớ hết tất cả điều này. Có quá nhiều quốc gia. Cảm ơn sư phụ. Bây giờ, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trụ sở của lãnh tụ hàng đầu, có một đường thế giới thấp cách đó khoảng 3 mét. Nhưng nó ảnh hưởng họ 50% phủ định vì lãnh tụ đứng đầu. Vậy thôi. Anh quốc phụ thủ tướng có một cổng phụ thế giới thấp ở gần cách đó khoảng 5 mét. Bốn đường thế giới thấp khoảng 3 đến 4 mét gần đó. Ảnh hưởng phủ định 50%. Hoa Kỳ, Tòa Bạch Cung có một cổng phụ thế giới thấp khoảng 3 mét gần đó. Một đường thế giới thấp ở trong Tòa Bạch Cung. Ảnh hưởng trên vị tổng thống và nhân viên ở đó là 120% phủ định. Tôi không thắc mắc nữa. Venezuela, dinh tổng thống. Ông ta là người tốt, nhưng xem những gì ảnh hưởng ông ta. Ông bị ung thư, bây giờ ông phải làm trị liệu hóa chất ở Cuba lần nữa. Trong dinh của ông có một cổng phụ thế giới thấp ở gần. Cách đó khoảng 1 mét mà thôi, gần khoảng chừng này. Và một đường thế giới thấp ở trong. Ảnh hưởng trên vị tổng thống nhất là... Trên nhân viên thì ít hơn. Nhưng trên vị tổng thống, vì ông là nguyên thủ của quốc gia, ta nói vì tại sao rồi, phải không? Ảnh hưởng trên ông là 130%. Ông ta cố gắng không làm điều gì xấu. Bởi vì ông ta là người tốt, nhưng rồi nó ảnh hưởng ông. Hiểu ý thôi không? Họ tiêu diệt ông. Có lẽ để họ có thể tìm một vị lãnh tụ xấu nào khác để làm công cụ cho họ thay vào đó. Tôi đã thấy rằng nếu một vị lãnh tụ tốt ngồi trong vùng đó, nếu họ không muốn gây chiến hay làm gì xấu, thì họ sẽ bị hại hoặc bị diệt trừ. Cho đến giờ chúng ta đã thấy như vậy thế nào đó. Dạ, sư phụ. Âu Lạc Việt Nam. Âu Lạc Việt Nam, Tổng Tư lệnh Quân đội miền Bắc có hai đường thế giới thấp ở trong. Một cổng phụ thế giới thấp ở trong. Và hai đường thế giới thấp ở gần cách đó 1 đến 3 mét. Ảnh hưởng trên họ là 350%. Yemen, dinh tổng thống có một cổng phụ địa ngục ở trong. Ba đường địa ngục ở trong. Và một đường địa ngục 2 mét gần đó. Ảnh hưởng là 400%. Và ông ta cứ muốn trở về đó. Để ăn mừng, để làm gì đó. Để trị vì quốc gia trở lại. Tôi sẽ không. Tôi sẽ bỏ chạy khỏi dinh đó ngay lập tức. Bỏ hết lại đằng sau trong một giây. Bây giờ quý vị thấy, người ta không hiểu. Đôi khi sự việc trông thấy tốt, nhưng chúng không tốt, hiểu không? Dạ, sư phụ, đôi khi một căn nhà tồi tàn hoặc một túp lều tranh mà lại đầy hạnh phúc và có lực lượng gia trì. Hiểu ý thôi không? Dạ, hiểu sư phụ. Bây giờ, tổng tư lệnh của quân đội của Yemen. Tổng tư lệnh quân đội của Yemen, tôi đã nói vậy. Ở trong có một đường thế giới thấp, một cổng phụ thế giới thấp ở trong. Ba đường thế giới thấp hoặc 2 hoặc 3 mét gần đó.
ảnh hưởng là 380%. Bây giờ, Zimbabwe, dinh tổng thống ở trong có một cổng phụ địa ngục và ba đường địa ngục ở trong, và một đường địa ngục 2 mét gần đó, ảnh hưởng là 350%. Mức chính xác tường trình của tôi là 98%, tại vì tôi không ở trong những vùng đó. Nên 98% thôi, hiểu không? Rất tiếc, không phải 100%. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Xong tường trình của tôi. Cảm ơn và hoan nghênh quý vị. Còn câu hỏi nào nữa không? Cảm ơn sư phụ vô vàng về tất cả thông tin này. Con hy vọng tất cả lãnh tụ sẽ theo lời khuyên của Ngài. Mình nên cảm tạ thiên đàng. Cảm tạ thiên đàng và cảm ơn sư phụ và tất cả thánh thần, thiên thần và thiên nhân đã giúp tôi tiếp cận tất cả những chi tiết phi thường này. Không còn câu hỏi nữa à? Đó là tất cả những câu hỏi, thưa sư phụ. Được. Tuy nhiên, chúng con xin cảm ơn sư phụ thật nhiều đã liều sự an toàn của Ngài vì lợi ích của thế giới. Được rồi, tôi không ngại nếu có chết bất cứ lúc nào. Chỉ là tôi cần phải sống. Tôi muốn còn sống để tiếp tục làm việc. Chúng con cũng muốn sư phụ sống mãi. Phải, chúng ta sẽ sống còn để làm việc nhé. Dạ, sư phụ. Phải, bằng không, chết không có gì quan trọng. Chết là một diễm phúc. Nếu chúng ta không làm gì sai trái trong đời này, chết càng nhanh thì càng tốt cho mình, phải không? Dạ, sư phụ. Nhưng chúng ta muốn ở lại bởi vì chúng ta muốn giúp thế giới nữa. Được rồi, nếu không còn câu hỏi, tôi cảm ơn về sự kiên nhẫn, những câu hỏi hay. Sự tập trung và làm việc tốt của quý vị hôm nay. Làm giỏi. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ thật nhiều. Tôi cũng cảm ơn những câu hỏi của quý vị. Nó đã cho tôi có cơ hội để trả lời cho quý vị. Trả lời quý vị vì lợi ích của mọi người. Bởi vậy, mà chúng ta có hội thảo. Bằng không, không thật sự chỉ cho bản thân chúng ta hoặc vì sự hiếu kỳ. Mình biết càng ít về những điều này thì càng tốt cho mình. Điều này không dễ chịu gì, biết không? Dạ, sư phụ, tôi có một số sự cố hoặc tai nạn. Bất cứ khi nào tôi đào sâu vào loại vấn đề này, không lớn lao gì, nhưng bị đau nhức. Đôi khi trật tay, trật chân hoặc ngón tay trong vài ngày. Có một lần, thậm chí tôi té lên hai con chó của tôi, từng con một. Một con trên ghế dài và một con khác khi tôi viết điều này lần nữa trên sàn nhà. Phải, không dễ chịu gì để làm mấy chuyện này. Dạ, hiểu. Rồi. Được rồi. Gặp lại quý vị lần tới nếu chúng ta có điều gì khác, nếu tôi tìm ra được chỗ. Sư phụ kính yêu, chúng con rất vinh dự và tri ân có thời gian này với sư phụ hôm nay, được hòa mình trong ân sủng, tình thương, trong trí huệ siêu phàm và sự gia trì của Ngài. Chúng con cầu nguyện sao những hiếu quyết và bí mật mà sư phụ tiết lộ trong buổi hội thảo này sẽ giúp nâng cao tâm thức của nhân loại khi chúng ta tiến đến một địa cầu thuần chay, từ ái và hòa bình, một thiên đàng tại thế cho mọi chúng sinh. Tôi cũng cầu nguyện như vậy. Chúng con cảm ơn thiên đàng về sự hiện diện của sư phụ trên địa cầu vào thời gian cần thiết này và cầu nguyện cho Ngài luôn được khỏe mạnh và được bảo vệ. Cảm ơn quý vị. Chúng con thương sư phụ. Cảm ơn quý vị. Tôi cần điều đó. Tôi cảm kích điều đó. Cảm ơn quý vị. Thượng Đế gia trì tất cả quý vị và cảm ơn tất cả sự cống hiến từ ái của quý vị cho lợi ích của thế giới. Cảm ơn Thượng Đế gia trì. Cảm ơn sư phụ. Gặp lại sau. Tạm biệt.